tiêu một ngày duy nhất cho Huawei EP30SERSIS -E -E máy xịn, giá hời kèm quà. Ngày 19 tháng 5 tới đây, Thế giới Di động và Huawei sẽ tổ chức chương trình 19/5 hot sale với những ưu đãi chưa từng có dành cho tất cả các khách hàng tham gia chương trình. Theo đó, chương trình này sẽ mang tới những phần quà trị giá lên tới 4,99 triệu đồng, kèm theo số tiền lên tới 4 triệu đồng trừ trực tiếp vào sản phẩm muốn mua. Cụ thể khách hàng chọn mua chiếc eip 30 pzo sẽ nhận được đồng hồ watch trị giá 4,99 triệu đồng và giảm ngay 4 triệu đồng. Còn P30 là vòng đeo tay TALKBANDB5 trị giá 3,99 triệu đồng và giảm ngay 4 triệu đồng. Với P30 LITE, khách hàng sẽ được tặng loa Bluetooth thời trang và giảm ngay 1 triệu đồng. Quá hời cho những siêu phẩm camera phone đang vô đối trong làng di động phải không nào? Chương trình này chỉ diễn ra duy nhất một ngày 19 tháng 5 tại hai cửa hàng thế giới di động ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh là cửa hàng thế giới di động số 136 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Và tại Hà Nội là địa chỉ 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Để trở thành một trong những người được hưởng ưu đãi từ chương trình, đầu tiên khách hàng cần phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ này trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 5 đến 18 trên 5 sau đó. Khách hàng chỉ việc đến cửa hàng Thế Giới Di Động tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội như đã đăng ký để lấy máy kèm đầy đủ các ưu đãi như trên. Nếu đang muốn lên đời cho chiếc smartphone đã cũ hay chỉ đơn giản là tự thưởng cho mình một chiếc smartphone chuyên chụp ảnh chào hè thì ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm thuộc HUAUNEI p 30 -S, -S, -E -E s đang dẫn đầu bảng máy xịn kèm quà cực chất và giá siêu ưu đãi. Rõ ràng đây là thời điểm mà khách hàng nên nắm bắt để mua P30PRO, P30 hoặc P30Lite trong bộ ba smartphone thuộc HUAWEI P30SEGIES. P30PZO hiện đang là smartphone chụp ảnh tốt nhất theo phân tích của các chuyên gia hình ảnh tại Dsomark. Máy sở hữu cụm 4 camera lây ca đỉnh cao, đóng gói tất cả những gì mà một chiếc camera di động cần có, từ chụp ảnh góc rộng, siêu zoom zoom quang 5X, zoom line 10X và zoom kỹ thuật số 50X, chân zoom xóa phông, với sự hỗ trợ của camera top giúp đo độ sâu trường ảnh, cho tới ảnh độ phân giải cực cao, 40MP bốn 4 camera sau của p 30 p còn đi kèm cảm biến Huawei Super Spectrum 1 trên 1,7, tinh có khả năng xử lý ánh sáng theo cách hoàn toàn mới, RIP Super Spectrum, đạt khẩu độ lớn nhất là f trên 1.6, công nghệ chống dung quang học, OIS, và ổn định hình ảnh, AIS, tiên tiến cũng cực kỳ quan trọng để bổ trợ cho tính năng quay phim, chụp ảnh. Chưa dừng lại ở đó. -e p 30 -s, -e -e s được đánh giá là rất mạnh mẽ nhờ vi xử lý Kirin 980 với NPU kép hỗ trợ nhận diện hình ảnh nhanh hơn. Trong khi P30 được trang bị 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong và viên pin 3650 mA, thì trên P30 PZO là 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong và pin 4200 mah riêng P30 Pro có công nghệ sạc nhanh SuperCharge 40, đủ giúp sạc từ 0% lên 70% chỉ trong 30 phút. Về thiết kế, HUA HUAWEI P30 và P30 Pro được lấy cảm hứng từ tự nhiên và sử dụng các chất liệu mới. Trong khi HUA HUAWEI P30 có hai phiên bản màu đen cổ điển và xanh ánh cực quang, thì P30 Pro có hai phiên bản xanh ánh cực quang và xanh thiên thanh, được tạo ra nhờ công nghệ chuyển màu độc đáo do Huawei đi tiên phong.